bóng đá có sức mạnh và sự mê hoặc phi thường. Bây giờ, châu Âu hy vọng vòng chung kết Euro 2024 sẽ phát huy điều đó khi tất cả cùng tận hưởng và đắm chìm trong lễ hội bóng đá tuyệt vời trên đất Đức. Hẳn chúng ta còn nhớ vào tháng 10 năm 2021 tại Olympia Stadion, Berlin trong ánh sáng huyền ảo với đủ loại màu sắc đại diện cho 55 quốc gia thành viên UEFA, chủ nhà Đức đã giới thiệu logo và khẩu hiệu của Euro 2024, đoàn kết bởi bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Đức mùa hè 2024 được kỳ vọng lan tỏa tinh thần và giá trị của một châu Âu đoàn kết. Không lâu sau đó, xung đột giữa Nga và Ukraine đã bùng phát, tạo nên sự chia rẽ trên toàn châu Âu. Vòng loại Euro 2024 diễn ra mà không có Nga, tương tự việc bị loại khỏi World Cup 2022 cùng các sự kiện thể thao quốc tế khác. Thật chớ trêu, ngay tại nước chủ nhà Đức, sự đoàn kết cũng bị nghi ngờ khi xuất hiện làn sóng bài xích những cầu thủ nhập cư trong đội hình National Noel. Ba năm trước không ai có thể hình dung Euro 2024 sẽ diễn ra trong bối cảnh phức tạp và đầy bất ổn từ chính trị, kinh tế đến các vấn đề an ninh, chính sách. Vì bóng đá là tấm gương phản chiếu xã hội, dễ nhận thấy 24 đội bóng tới Đức tham gia ngày hội lớn nhất châu Âu đều không hoàn hảo. Thật khó để tìm ra một cái tên thực sự vượt trội để trở thành ứng viên lớn nhất. Mỗi đội bóng đều có vấn đề của riêng họ. Nhà đương kim vô địch Italia đã trải qua một vòng loại khó khăn, sở hữu đội hình không đồng đều và thiếu những ngôi sao lớn. Anh tuy có nhiều ngôi sao sáng giá trên hàng công nhưng lại thiếu tiền vệ phòng ngự và trung vệ đẳng cấp. Đức vẫn đang trong quá trình xây dựng lại sau các thất bại liên tiếp ở những giải lớn gần đây. Pháp thiếu cân bằng ở hàng tiền vệ trong khi tuyến giữa thiếu sáng tạo mang đến trở ngại tiến xa của Hà Lan. Trái ngược, Tây Ban Nha có sự phong phú tài năng ở tuyến giữa nhưng không có chân sút đẳng cấp. Với Bồ Đào Nha, họ vẫn phải dựa vào Cristiano Ronaldo đã 39 tuổi giống như bì tiếp tục mơ mộng khoảnh khắc vinh quanh được tạo nên bởi thế hệ vàng đang tàn lụi. Nhưng cũng chính vì không có đội bóng nào hoàn hảo, Euro 2024 trở nên vô cùng hấp dẫn bởi tính khó lường. Những đại gia có thể bị đánh bại và một số đội tầm trung như Đan Mạch, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm nên bất ngờ. Cũng đừng vội bỏ qua Albania, Hungary và cả tân binh Georgia. Trong một giải tầm cỡ như Euro, nơi tất cả đều khát khao khoảnh khắc trói lọi khắc sâu vào lịch sử, những câu chuyện thú vị luôn được viết ra. Tiệp khắc, cũ, vô địch năm 1972, Đan Mạch 1992. Hy Lạp 2004 và Italia bị đánh giá thấp bất ngờ đăng quang năm 2020 là những ví dụ. Đó chính là vẻ đẹp của bóng đá, khi Vinh Quang luôn đón chào những người cống hiến hết mình, ra sân với niềm đam mê và niềm tự hào của đất nước. Với sức ảnh hưởng cùng sự mê hoặc to lớn, bóng đá cũng có thể trở thành động lực thay đổi xã hội. Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi còn là phó tổng thống vào năm 2010 từng ca ngợi bóng đá có sức mạnh gắn kết cộng đồng và đưa các quốc gia lại với nhau. Khi Allianz Arena được thắp sáng, Euro 2024 chính thức khai mạc vào dạng sáng mai 15 phần 6, với trận đầu tiên giữa Đức và Scotland. Người hâm mộ châu Âu tạm gác lại những lo toan thường nhật để đắm mình vào không khí lễ hội. Trong bữa tiệc tuyệt diệu diễn ra trên 10 sân vận động trải khắp nước Đức, vốn được coi là trung tâm của châu Âu, với sự tham gia của 624 cầu thủ của 24 đội bóng, tất cả cùng hy vọng về một thế giới đoàn kết bởi bóng đá. Vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 15 tháng 6 tới ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại 10 thành phố ở Cộng hòa Liên bang Đức. Các đội được chia thành 6 bảng để chọn ra 12 đội nhất, như ở các bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng knock-out. 24 đội bóng tranh tài ở vòng chung kết Euro 2024 gồm có đội tuyển chủ nhà Đức, Albania, Áo, Bỉ, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Anh, Pháp, Hungary, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ukraine và Georgia. Theo lịch thi đấu của ban tổ chức thì lễ khai mạc Euro 2024 sẽ diễn ra tại sân vận động Allianz Arena ở thủ đô Munich, nước Đức. Đây là một trong những sân vận động hiện đại và lớn nhất châu Âu với sức chứa tại giải đấu năm nay là 66.026 người. Lễ khai mạc Euro 2024 diễn ra vào lúc 0 giờ dạng sáng ngày 15 tháng 6, giờ Việt Nam. Sau lễ khai mạc Euro 2024 là trận đấu giữa đội tuyển Đức và Scotland trong khuôn khổ bảng A diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 6, theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu mà Đức được đánh giá có cơ hội lớn giành 3 điểm. Ở trận mở màn Euro 2024, đội tuyển Đức được khán giả nhà cổ vũ tràn đầy tự tin giành chọn 3 điểm trong trận khai mạc e Euro 2024, gặp Scotland ở bảng A, lúc 2 giờ ngày 15 tháng 6 trên sân Allianz Arena. Trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2024, Huấn luyện viên Nagelsmann đối mặt với không ít vấn đề ngoài chuyên môn liên quan đến đội tuyển Đức, đó là những tranh cãi về vai trò của Manuel Neuer, người có nhiều sai lầm từ câu lạc bộ Bayern Munich đến đội tuyển, hay sự căng thẳng giữa Rudiger với Füllkrug. Gần đây, việc tài năng trẻ Aleksandar Pavlovich chia tay Euro 2024 cũng làm cho kế hoạch của Nagelsmann thay đổi rất nhiều. Mặc dù vậy, Nagelsmann tự tin mọi thứ đều được kiểm soát, ông vẫn duy trì quyết định sử dụng Neuer trong khung thành và Ter Stegen dự bị việc Pavlovich rời đội đồng nghĩa Albrecht, người đá tốt trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự, sẽ đóng vai trò vệ sĩ cho Tony Cruz. Cruz vừa trở lại đội tuyển sau 3 năm và Euro 2024 là sự kiện cuối cùng mà anh tham gia trước khi nghỉ hưu. Tâm ảnh hưởng của Tony Cruz trong hệ thống chiến thuật mà Nagelsmann xây dựng là rất lớn. Anh là nhân tố điều phối và phát triển hầu như mọi đường bóng của Man Nhờ Cruz điều hướng bóng, Gundogan được đẩy lên cao đá tấn công nhiều hơn. Đội trưởng tuyển Đức hoạt động như số 10, với Musiala và ớt hai bên nhiều khả năng Nagelsmann không dùng trung phong full crack, thay vào đó, Kai Havertz được xếp đá số 9 ảo như thời gian vừa qua. Đội tuyển Đức DAKHONG thua Scotland trong các trận đấu từ đấu thế kỷ 21, thất bại gần nhất diễn ra từ 1999. Scotland có đội hình khá đồng đều được với bộ khung Billy Gilmour và McTominay ở giữa sân, một John Maxine cơ động, cũng như đội trưởng Andrew Robertson bên cánh trái. Vấn đề của Scotland là họ không mạnh ở vòng chung kết Euro. Trong ba kỳ trước đây, The Tatan Army luôn bị loại từ vòng bảng, đá 9 trận với 2 thắng và thua 5. Scotland có thể gây khó khăn cho Đức, nhưng giành điểm trong trận khai mạc Euro 2024 gần như là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò huấn luyện viên Steve Clark.